các điểm tham quan vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Cần Thơ thu hút đông đảo du khách. Các chợ truyền thống cũng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Từ rất sớm, đã có đông đúc người dân du khách gần xa đến tham quan chụp ảnh tại vườn hoa Cần Thơ Xuân Giáp Thìn 2024 tại công viên Sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Tại đây, người dân du khách ghi lại những bức ảnh đẹp cùng người thân, bạn bè và gia đình bên những chậu hoa rực rỡ màu sắc nhân dịp năm mới. Bên cạnh đó, các chợ truyền thống trên địa bàn như An Hòa, Trung tâm Thương mại Cái Khế, Nhà Lồng Ba, Xuân Khánh đã bắt đầu hoạt động trở lại, chủ yếu là các mặt hàng rau củ quả, thịt, hải sản dần dần với giá cả ổn định, một số ít mặt hàng giá tăng nhẹ so với trước Tết.